Điểm em là một bạn hướng dẫn viên, em làm trong nghề là 9 năm rồi và ngoài ra thì có làm MC nữa, nhưng mà làm đa phần là trong giới đó là du lịch thôi. Nhưng mà có lẽ là nếu như không vì sự kiện đó là du lịch nó bị đóng băng trong 2 năm vừa rồi thì có lẽ là em cũng sẽ không nghĩ rằng là mình được bước chân vào kinh doanh online. Nhưng thực tế là để có một cái động lực với cái cơ duyên mà đưa em đến với kinh doanh online, đặc biệt là gắn bó với sản phẩm này, là đó chính là xuất phát từ việc đó là cơ thể của em sau sinh nó bị xuống cấp đến một cái mức mà em không dám nhìn em vào trong gương. Cái này là em nói rất thật, là vì có lẽ là cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà em rất sợ. Bởi vì từ một người mà mọi người đang nghĩ rằng em xuất hiện lúc nào với một hình ảnh rất là đẹp, rất là lộng lẫy, thì sau sinh em bị em gần như là thay đổi hết hoàn toàn, da mặt em nó rất là sạm, nó tái mét luôn, và em bị mất ngủ, tức là em đã bị khó ngủ trong khoảng thời gian gần 3 năm đi tour, và sau sinh thì nó lại trở nên nặng nề hơn và em gần như không thể ngủ được, tức là một đêm em chỉ ngủ rất là thấp thỏm ít thôi. Và chính vì cộng thêm đó, cái da dẻ của mình nó quá xuống cấp và cơ thể của mình nó chứ nếu mà nhìn em thực sự nó giống như một con nghiện vậy, tức là em sợ đến mức độ em còn trốn chạy, em không dám nhìn mình trong gương, đến mức là đi đánh răng rửa miệng em cũng luôn luôn ở trạng thái như này, chỉ là cúi mặt xuống không dám nhìn mình vào trong gương. Tức là một hình ảnh em tự tin bao nhiêu, năng lượng bao nhiêu trước đây như thế nào, thì khi sau sinh em lại trở thành một cái tấm gương nó phản ngược lại hoàn toàn, và rất là nhiều những cái biến cố mà sau sinh em gặp phải thì nó làm cho em trở nên là lúc nào trong trạng thái là cực kỳ căng thẳng, thậm chí em đã từng nghĩ tiêu cực. Thế thì đến một lần vô tình đó là đứa em của em nói với chị em đó là chị dùng thử cái sản phẩm này đi, và biết đâu chị sẽ cơ thể của chị sẽ khỏe lại, bởi vì sau sinh nội tiết tố của chị có bị ảnh hưởng nhiều quá, cho nên là cái da sắt của chị không thể lấy lại được. Thế thì thế là lúc mà em dùng thì thực sự là nó em không dám tin, em từ giờ lúc đầu chỉ tò mò thôi, em không dám kỳ vọng vào cái điều này lắm. Thì thực sự là đến ngày thứ tư thôi là em đã thấy là em đã đi vào giấc ngủ một cách rất là dễ dàng, và em ngủ nó rất là sâu, ngủ dậy là cảm thấy nó khỏe, rất là khỏe. Và đến ngày thứ 10, tức là lúc em cần dùng xong hết một lọ, thì em vì em dùng đó là 4 viên một ngày, thì em có kinh lại sau 10 tháng sinh em bé. Thì trước giờ là em chỉ quan tâm đến việc em đắp mỹ phẩm rất là đắt tiền vào mặt mình bên ngoài, nhưng em không chú trọng đến cái bên trong từ cơ thể. Đấy là cái rất là thật, tức là tại vì em đi nước ngoài thường xuyên vậy nên là tất cả đồ của em đều mua rất là đắt tiền, và em chỉ mua trong sân bay thôi, sân duty free thôi, chứ em không mua ở ngoài. Tức là, nhưng mà nó không thể giúp em cải thiện được cái mà em mong muốn, đó là cái quan trọng nhất, đó là cái diện mạo bên ngoài. Và tiếp tục thì sau ngày thứ tư em có được cái dấu hiệu tốt để giấc ngủ, thì sau khoảng 10 ngày là trên một lọ em có phim trở lại sau 10 tháng sinh em bé, thì đây cũng là một cái mà em rất rất là mừng. Và sau đó thì khoảng tầm từ cái khoảng thời gian mà 10 ngày trở đi, tức là em đã nhìn thấy được là cái đặc biệt cái vùng da của em nó cái lỗ chân lông nó thu nhỏ lại, và thứ nhất là sau đó cái da của mình nó có cái sự hồng hơn, tức là không tái xanh như ngày trước nữa. Thì tức là dần dần em cảm thấy em đang có cái tình yêu rất lớn đối với ai, và sau đó thì em quyết định đó là em lan tỏa cái sản phẩm này sau khi mà mình tìm hiểu rất là kỹ. Bởi vì em phải nói rất là thật, đó là tính về tuổi đời tuổi nghề của em bây giờ cũng là 9 năm trong nghề rồi, em đi chủ yếu đi nước ngoài nhưng chưa bao giờ em bán bất kỳ một sản phẩm gì đó ở trên Facebook của em từ trước đến nay. Và những tất cả những người bạn bè đồng nghiệp của em đều biết được điều này, kể cả từ sáng sách tay cũng không bao giờ em đang bán luôn, tức là em giữ hình ảnh của mình một cách tuyệt đối. Thì từ trước giờ em nghĩ kinh online thực sự đó là cái gì đã có biến tướng, lúc đầu em có nghĩ như vậy. Nhưng mà sau khi mà tìm hiểu rất là kỹ, và đặc biệt là những người em đồng nghiệp thân thiết của em như Phượng với lại là sau khi cùng một trong team mọi người chia sẻ, thì em thấy là hóa ra sản phẩm này nó rất là tốt và nó xuất sức quá an toàn như vậy, và đây là một cái cơ hội cho mình.